Vậy là điểm check-in của nhiều người đã bị bế đi rồi. Cột mốc số 0 ở Hà Giang nằm tại nơi địa đầu của Tổ quốc, là nơi lưu giữ những kỷ niệm của rất là nhiều người. Cộng đồng mạng đang chia sẻ và cảm thấy nuối tiếc bởi vì cột mốc cũ tuy đơn sơ nhưng lại đẹp hơn. Còn cột mốc mới tuy cao to làm bằng đá hoa cương nhưng không được hoan nghênh bởi một đại đa số bộ phận. Bản thân bạn thì có thấy nuối tiếc khi bị tháo dỡ cột mốc này không ạ? Hãy cùng để lại chia sẻ của mình nhé.